Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh cung cấp phần mềm Quật Tướng. Thì ngày hôm nay là ngày đầu năm mới 2023. Chúc tất cả các bạn một năm mới có nhiều sức khỏe, thuận lợi trong công việc. Thì năm vừa rồi, năm 2022 cũng đánh dấu một cái bước ngoặt của mình khi mà đầu tiên tham gia vào kinh doanh cái phần mềm Quật Tướng và cũng được rất nhiều các bạn ủng hộ. Thì xin cảm ơn tất cả các bạn. Trong năm 2023 này thì mình sẽ cố gắng để phục vụ các bạn tốt hơn. Ok, thì ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách auto trên cái GUI Pengfei nhé. Thì Pengfei chúng ta có hai loại. Một là phần mềm của úp Pengfei gia quy, hai là cái GUI Pengfei chat. Đấy, cái GUI chúng để chúng ta auto cờ ngửa ấy. Thì hai cái này thì nó giống nhau thôi. Thì chỉ cần hướng dẫn trên một cái thì các bạn sẽ làm được cả hai, nó rất là dễ. Lần trước thì mình cũng đã làm rồi, tuy nhiên thì nó ở cái phần cuối của video dài nên là các bạn nhiều khách hàng hỏi mình là auto như thế nào thì nó hơi mất thời gian một chút, để mà xem đến cuối video thì hơi mất thời gian một chút, nên là hôm nay mình sẽ làm lại thì các bạn chỉ cần xem là làm được ngay, nó dễ, rất là dễ. Ok, thì để auto nhé. Thì việc đầu tiên ấy là các bạn chọn, đây là mình đang ở trên trang Giga đúng không? Thì đầu tiên các bạn hãy chọn đến cái kết nối mà các bạn cài đặt trên cái trang cờ mà các bạn muốn auto ấy. Thì ví dụ như là trên game VH thì các bạn mở cái game VH này ra. Còn đây là Giga thì mình sẽ chọn Giga. Đấy, bản chất của việc auto click ấy là cũng giống như là mình khi mà vào bàn cờ mình làm như thế nào thì mình sẽ chọn cho nó tự động tích chuột như thế. Thì cái quy trình để vào bàn cờ đánh là gì? Thứ nhất ấy, là tích vào cái cờ úp này này hoặc là cờ ngửa này thì đều được, các bạn muốn auto thằng nào cũng được. Không, đầu tiên ấy, bước 1 là khi vào là mình sẽ phải tích vào thằng cờ úp này này. Thứ hai, bước thứ hai là tích vào chữ sẵn sàng này. Đấy là chơi thôi. Như thế là chiến thôi. Cái thứ ba nữa là khi mà đối phương cầu hòa ấy, thì các bạn phải tích vào chữ từ chối. Như vậy nó mới được. Thì có phải là đã hoàn thành một cái chu trình khi các bạn đánh cờ không? Thì đơn giản là mình cũng chỉ cần setup ba cái hình ảnh đấy để nó tự động click. Đấy, cái phần mềm này này, nó auto click ấy là gì? Là nó cứ nhìn thấy cái hình ảnh nào giống mà các bạn cài đặt ấy, là nó sẽ tích vào. Như vậy là thành auto click thôi, nó rất là dễ. Thì đây nhá, để mà bắt đầu ấy, thì chúng ta tích vào cái bút mà có chỉ vào cái hình vuông này này. Tích vào này. Đấy, tiếp theo các bạn tích vào cái dưới này. Dưới này nó có hai cái hình ảnh rồi. Thì ở ngoài đấy nó hiện số 2 đấy. Tuy nhiên mình sẽ xóa nó đi để mình cài đặt lại cho các bạn. Ok nhá. Đầu tiên là mình cần nó click vào đây đúng không? Tích chuột vào đây đúng không? Bạn tích vào đây này. Thì đây nó hiện số 1, tức là bước 1 này. Hãy đưa chuột lên trên góc trái và ấn Ctrl. Đây, mình muốn tích vào đây đúng không? Thì mình đưa lên góc trái này. Góc trên bên trái này. Ấn Ctrl đây nó hiện thành số 2 nhé các bạn nhìn này. Ấn Ctrl một lần này. Đấy, đây nó hiện thành số 2 này, tức là đến bước 2 là đưa chuột xuống vị trí bên dưới bên phải. Ấn Ctrl đây, bên dưới bên phải đây. Mình ấn Ctrl nó sẽ nhảy sang số 3 nhá. Đây là nó đang bảo bước 2 này. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó bảo bước 3 là gì? Đưa về cái chỗ muốn click và ấn Ctrl. Đây mình muốn click vào đây thì mình đưa chuột về giữa đây. Ấn Ctrl. Đấy, vậy là cái hình ảnh đã được đưa vào phần mềm rồi. Bây giờ nó cứ thấy cái hình ảnh nào như thế này là nó tích chuột vào thôi. Đây mình tích vào đây nha. Ok. Lưu nó lại là được. Xong rồi đúng không? Bây giờ mình test luôn cho các bạn nhá. Tích vào đây này. Tích vào sang bàn cờ bên này này. Để kết nối auto ấy. Đấy, bây giờ nó chưa nhận diện được hình cờ. Nhưng mà khi mà nó hiện gặp thằng này phát là nó đã click và để vào rồi. Đấy, khi mà mình kết nối auto phát là nó đã click vào đây rồi. Đấy là cái thứ nhất. Khi mình đánh cũng như vậy, tích vào đây này, mình sẽ cần phải cài đặt cái chữ sẵn sàng ở đây. Thì bây giờ mình cũng làm như vậy thôi, nhưng mà phải đợi có đối thủ xong ấy thì mình mới làm chữ sẵn sàng ở đây được. Khi mà có chữ sẵn sàng rồi ấy, thì vào bàn cái nó tự động nó sẵn sàng luôn cho các bạn. Đấy, nó sẽ tự động sẵn sàng luôn. Và một cái nữa chú ý là
mình tất cả các trang cờ nó đều có cái cầu hòa ấy. Thì khi mà hiển thị đây nhá, mình tích vào đây này, tích vào đây này, lại làm như vậy này, đưa lên bên trên này, ấn Ctrl đưa xuống bên dưới, ấn Ctrl này đưa vào giữa, ấn Ctrl đấy, nó đã có chữ sẵn sàng rồi nhá. Thì bây giờ khi mà có đối thủ phát nó sẽ sẵn sàng ngay, khi mà đối có đối thủ nó sẽ sẵn sàng ngay đấy. Một cái nữa mình đang nói là tất cả các trang cờ nó đều có cầu hòa, khi cầu hòa nó sẽ hiện lên hai cái, một là đồng ý, hai là từ chối ở bên này. Thì lúc này các bạn sẽ phải thêm một cái hình ảnh nữa, đó là cái hình ảnh từ chối. Thì nó sẽ bao gồm ba cái hình ảnh, thứ nhất là vào trang cờ này, thứ hai là sẵn sàng, và thứ ba là từ chối. Thì nó chỉ có như thế thôi. Tức là gì? Tức là quy trình của một cái ván cờ nó sẽ như vậy. Vào bàn cờ này, sẵn sàng này, ai cầu hòa thì từ chối này, từ chối khi đánh hết ván xong thì nó sẽ hiện lại sẵn sàng này, nó hiện lại sẵn sàng thì nó lại bắt đầu click sẵn sàng. Và chỉ cần như vậy thôi, ba cái hình ảnh đấy thôi, thì các bạn có thể treo auto nó đánh hết ngày này qua ngày khác, đánh từ sáng đến đêm, từ đêm đến sáng, đánh không ngừng nghỉ luôn. Đấy, như vậy là nó đã hoàn thành cái việc mà auto click, setup auto click rất là dễ thôi. Ok, video ngày hôm nay thì cũng chỉ ngắn gọn như thế này thôi. Thì mình xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.